Mỹ. À, bữa nay là ngày 4 tháng 5 2020, lúc 17 giờ chiều mình sẽ lên video nha. Bữa nay chú ý mình sẽ lên túi sách nè, nào là túi vuông nè, ba lô nè, nói chung là các loại túi mà dòng nội địa. Đây là mình nói trước, đây là dòng nội địa nha, nhưng mà mình sẽ cố gắng lựa những cái dòng mới nhất, đẹp nhất và nó phù hợp với từng người đó. Nếu mà ai có nhu cầu thích được cái mẫu đó thì điện trực tiếp trên video của mình là số điện thoại nha, mình đặt hàng trực tiếp là cuộc gọi nha, chứ không qua tin nhắn nha. Mình bán mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên lúc 17 giờ chiều, 5 giờ chiều, các bạn có thể theo dõi mọi lúc mỗi ngày nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ ký tự số 1, mình sẽ bốc ngẫu nhiên. Ví dụ số 1 đó là cái cặp đó thì các bạn anh thích số 1 hay là anh thích số 1 thì sẽ gọi cho mình để mình đặt nha. Mình chốt nha. Bắt đầu từ số 1 nha. Mỗi cái cặp á thì giá bình quân của nó thấp nhất á là 100.000. Cao nhất là 200.000 nha. Mình nói đó là một ví dụ thôi. Đó là 100.000 thấp nhất rồi, cao nhất là 200.000. Thì tùy theo mỗi người sở thích nha. Mình sẽ cho số 1 ngẫu nhiên. Đây là cái túi nha. Cái túi này là bằng thuộc dạng simili hay là da thì mình không biết, nhưng mà nó rất là đẹp. Dòng nội địa đặc điểm của nó thì cái dòng da nó rất đẹp nha. Cầm vô rất là ấy, nhưng mà có thương hiệu nè. Mình đọc không ra được thương hiệu của nó sẽ có một cái hình đóng ở đây. Cái này thì 1,5 các bạn. Cái số 1,5 nha. Mình sẽ nói về số 1 này. Kích thước luôn. Số 1,5 nha. 1,5 số 1. Kích thước của cái cặp này là chiều cao của nó là 28 phân. Chiều ngang là 30 phân nha. Cái dòng đít của nó là 13 phân. Đây kích thước của cặp nha. Bên trong rất đẹp cái cặp này á, dòng da nó rất đẹp, nó là simili hay da. Mà mình không biết da simili. Nói chung là nội địa nó sẽ có những cái lỗi làm chút xíu nè. Này là do nó là rất là máng lâu ngày nó chỉ bị xíu thôi. Số 1 nha. Nói chung dòng nội địa thì nó có những cái lỗi chút xíu nhưng mà giá thì xài rất là hợp lý. Đây số 1. Giật cái căng lên lục. Tiếp theo là số 2. Số 2, con này là 100.000 nha. 100.000, số 2 là cái túi nè. Cái túi này giống như là một cái túi đi học sinh nha. Nó sẽ là đeo một vai một bên. Đây là ngăn kéo bên hông. Số 2 nha, cái này là số 2, 100.000. Ai có muốn mua số mấy thì điện cho mình nha. Trực tiếp từ video. Nay mình báo túi sách nha, ai thích cái gì thì gọi cho mình. Đây là bên trong của ngăn trong. Và tiếp theo là ngăn chính nha. Đây là có ngăn chính nè. Đây là ngăn chính nè. Cái túi này là giống như cái túi đi học sinh vậy đó. Mà của bên Nhật thì nó sử dụng thì mình không biết. Đây là sẽ có 3 ngăn. Tổng 3 ngăn. Thương hiệu nó thì nó để đóng ở đây. Kích thước. Kích thước chiều dài của cái cặp này á 30 phân nha. Bề ngang nó là khoảng 22 phân. Dòng đáy nó thì khoảng 10 đến 11 phân gì đó. Nếu mà tính này nó 7 phân thôi. Tính theo kiểu cái độ may nó 7 phân à. Đây là cái chỗ cái cặp, kích thước cái cặp đai nó rất đẹp nha. Đây là cái dây nó rất đẹp nè. Đây là cái túi nha. Mình sẽ quay rất là cận cảnh có thể dễ lượng hơn nha. Đây là số 2, 100.000. Đây là số 3, đây là cái ba lô nha. Ba lô này cũng 100.000 luôn. Mình nói trước là giá thấp nhất là 100.000, giá cao nhất là 200.000 trong cái dòng túi sách này nha. Đây là hàng nội địa, không phải là hàng nhờ hàng mới nha, hàng này nội địa. Mình bán là thuộc ở tỉnh Biên An Giang. Mình là nguồn hàng của mình chính là tại Gò nha. Tại Gò nhà có loại hai gò, đó là gò Tịnh Biên, gò An Giang nha, gò Tà Mau. Nên hàng là hàng nội địa các bạn nha, không phải hàng mới nha. Đây là hàng nội địa. Các bạn có thể dễ dàng thấy được trên thị trường nên các bạn rất là dễ mua. Mình sẽ cố gắng lựa là không có lỗi lầm nè. Còn nói chung là tạm thời nó cũng có những cái mới nhất định nha, chứ không phải là xấu xí nha. Nội địa cũ nhưng mình sẽ lựa những cái nào nói chung là cái này dành cho bé đi học nè, bé hoặc là học sinh từ cấp 5 trở xuống nha. Cấp 5 trở xuống là số 3, 100.000. Nó sẽ là có hai ngăn. Ngăn phụ, ngăn chính nha. Nó sẽ là có hai cặp dây kéo, một ngăn dây kéo phụ, ngăn dây chính. Thì ngăn chính nó khá to, cái này là để cho bé được. Rồi một hồi sẽ có là những cái dòng như là cái túi dành cho làm việc nữa. Số 3 nha, 100.000, số 3. Đây là số 3.
Tiếp theo số 4, số 4 này cũng 100 ngàn luôn, nó là giống như thổ cẩm nha, 100 ngàn thổ cẩm. Cái này nó rất là đẹp. Cái dòng ba lô thì nói chung nó sẽ rẻ hơn những cái túi vuông, tại dòng ba lô á thì nói chung là nó cũng gọn nhẹ, nhưng mà mình bán giá thì nói chung mình căng ra thì có thể là giá hợp lý nhất nha. Đây là cái túi đây, đây là cái thương hiệu trong tem đây nha. Nói chung là trong cũng đẹp lắm, bên trong đẹp lắm, cách tôm nha. Nó là vải, vải thổ cẩm, nó dòng vải, nó là cái ba lô, ba lô số 4 100 ngàn, ba lô rất lớn nha, kích thước nó khoảng từ 30 mấy đến 20 mấy nha, tầm 35 đến 25 nha. Mình sẽ đo mình thí dụ lên chứ bây giờ đo hoài thì không có thời gian nữa nè. Trời trời, tới 40 mấy luôn, 40 luôn, nhưng mà nếu đúng hơn là nó không tới 40 đâu, nó từ cái miệng này xuống là khoảng 35 thôi, từ bề mai nó qua là khoảng 25-26, tại vì mình không cần đo hết cái dòng, mình chỉ đo cái dòng mai của nó thôi nha. Nếu mà đo hết thì nó khá là to. Nó là số 4 100 ngàn thổ cẩm nha, cái túi ba lô túi thổ cẩm. Tiếp theo một cái ba lô kỳ lạ nè, dòng của Nhật á thì nó đặc điểm á là nó rất là nhiều ngăn nha, nó nhiều ngăn mà nó cũng kỳ lạ nữa, nhưng mà cái túi này rất đẹp. Cái túi này là số 5 150. Cái túi này khá to nha, nó giống như một cái ba lô mà để dụng cụ học sinh đi học mà dạng cấp lớn á, từ cấp 2 trở lên nha, là từ lớp 6 trở lên. Theo người Việt của mình nó là từ cấp 2 từ lớp 6 trở lên, còn theo người Nhật á thì mình mới học lớp mấy. Nhưng mà nó khá to, đầy đủ ngăn hết trơn nè, nó thêm ngăn phụ nữa nha. Nó ngăn phụ và những cái khóa nữa nè. Nó nhiều là nhiều chức năng lắm luôn á. Mình sẽ mở hết chức năng nó ra. Cái này rất là nhiều, bấm luôn đúng của Nhật luôn nha, hàng này đúng của Nhật luôn á. Tại vì nó có bên để chai nước nè, và nó ngăn chính cho nó là cái ngăn trên đó nè. Đây, bên trong nó rất đẹp, nó sẽ có ngăn phụ bên trong nữa nè, thêm rất là nhiều ngăn, và thêm nữa là nó thêm một cái bảo vệ để chống sốc nha. Nói chung cái cặp này là dòng của Nhật nên nó hơi màu mè chút xíu. Nó là số 5 150 nha, số 5 khá to. Cái này là dòng ba lô nha, ai thích sử dụng ba lô thì mua lô, còn hồi mình sẽ qua túi xích vuông. Đây là những cái dài lại của nó nè, mình chỉ dài mẫu thôi để hồi. Đây là dòng sau lưng nó có đai này nha, đai nó rất là nhiều đai luôn. Nó sẽ có là màu xanh dương nhạt nha. Nó là số 5 150. Tiếp theo ba lô nữa nè, cái ba lô này thì giống như ba lô để đi du lịch nha, đựng đồ có thể bảo quản sau lưng nè, có đựng thêm đồ nè. Cái này là dòng kaki, đây là dòng ba lô kaki, nó là có chức năng có thể là đi du lịch nè, đựng quần áo gì đó nha, cái đi học thì cũng được, tại nó rất là mềm. Số 6 trăm ngàn, viết mẹ viết kỳ vậy. Đây là số 6 nha, nó sẽ có những cái đai nè, viết bị gì á, viết gì đâu mà muốn ra. Đây là cái dòng đít này cũng khá to nha, khoảng tầm 10 mấy 20 phân nha, bề ngang nó khoảng 20 mấy phân nha, cái dòng đít. Còn chiều cao nó mình nghĩ là tầm khoảng 40 mấy đến 50 phân nha, khá là cao. Nó rất là nhiều ngăn kéo phụ nha, nó rất là nhiều, những ngăn kéo phụ nó mình kiểm tra rất là kỹ luôn, là không có bị hư nha. Cái này có 100 ngàn thôi, tại vì nó dòng kaki. Đây là giải kaki nha, kaki nói chung là mình không có giặt giũ gì đâu, mình cố gắng mình lựa sạch đẹp nhất có thể để mình bán trực tiếp luôn, chứ giờ nó giặt nữa là không có thời gian, nên mình đã cố gắng mình lựa nha. Cái này là cố gắng của mình. Đây là cái dòng mình ngăn bên hông nè, nó rất là nhiều cái kéo. Cái này là cái ba lô nha, ba lô có thể là đựng đồ hoặc là đi du lịch gì đó. Nó số 6 100 ngàn. Này dơ đúng không nha, này để ngoài nè, để trong bản này dơ đó, chuyện bị xuống đó đi. Cái này ba lô tiếp theo nè, ba lô tiếp theo này là có thể đi học được nè. Đây là hàng của CT nha, RT chứ hết kim gì đó, rất là nhiều ngăn kéo nè, rất là nhiều ngăn kéo nha. Đây là ngăn kéo phụ nó nè, ngăn kéo chính nó nằm ở trên nha. Ba lô này có thể đi học mà có thể đi du lịch nữa nè. Tay cầm rất là chắc chắn nha, hàng có thương hiệu rất là rõ ràng. Đây bên trong nó, đây bên trong còn rất đẹp, nó hơi bị là bên trong nó nhạt màu do chắc là theo thời gian á, nhưng mà nó vẫn còn đẹp bên ngoài. Đây nè, bên trong nó hơi nhạt màu nè, nhạt màu thôi chứ bên ngoài thì ok. Nó là thuộc dạng là dù nha, nó là ba lô có chất liệu là dù, nó không phải là kaki cũng không phải là vải, mà nó là thuộc dạng dù nha. Nó dòng là ba lô chất liệu vải dù nha, mình sẽ nói từng cái chất liệu vải luôn để hình dung có thể thấy nha. Tại vì chắc là vải dù thì nó sẽ chống nước,
cái này đi mưa được nè, hay mình biết là đi mưa được nha. Số 8 100.000, tại nó hơi bị nhạt màu nha, mình sẽ bán 100.000. 100.000 chứ khoảng là 200.000. Số 7 mà, số 8. Số 7. Ai mượn mình nghe. Số 7 nha, cái này là dòng dù nha, số 7. Tiếp theo một cái ba lô nè, ba lô này thì nó sẽ có hai dòng. Đó là dòng bóng này kia bằng là giống như cao su vậy đó. Bụi nè, nó bị bám bụi theo thời gian, nhưng bụi cho chứ không dơ. Cái này thì 150 nha, số 8. Giá là to nha. Cái con ba lô này á, kích thước của nó cao nó phải tầm hơn 40. 40, nếu mà kéo ra là khoảng 45. Bề ngang đo có khoảng chỗ đường mai nó là nó sẽ là 28 nha, 28 phân. Cái dòng đít của ba lô này khá to, có thể đựng cũng hơi nhiều đồ. Dòng đít này là khoảng 17 18 phân nha. Khá đẹp, cái này, ba lô này rất là đẹp luôn á, hàng của nó thì có chữ nè. Đây là số 8 150 nha. Mình thấy nó rất là nhiều cái phụ luôn. Cái này là ba lô này có hai bên đựng nước này nha, cái đựng nước nó còn rất đẹp. 150 nha. Đây là hàng nội địa Nhật nha, mình nói trước hàng nội địa Nhật không phải hàng mới nha. Mình chủ yếu là bán hàng nội địa chứ không phải là bán hàng mới. Của mình là thuộc Tịnh Biên An Giang, mình bán là có hai cái gò để mình nhập hàng, đó là gò Tịnh Biên và gò Tà Mau nha. Nhưng mà bây giờ gò đóng cửa, nhưng mà nguồn hàng này nó vẫn còn tồn tại ngoài thị trường. Mình sẽ cắt được từ ở kho của những người mà bán hàng tại chợ nha. Nên mình có nguồn hàng này chứ không phải là nó đi qua gò mới có. Mà thật sự là đã tồn tại bên đây rồi, chỉ là cái nguồn hàng nó là mình mua như thế nào thôi. Cái khi mà gò mở cửa nữa thì mình tính sao. Đây ở trong rất còn mới nè, ở dưới đáy thì nó hơi dơ phải giặt nha. Nói chung là mình không có giặt luôn á, mình chỉ mua về thôi. Mình cái này dơ quá thì mình để qua bên. Hàng của nó là thương hiệu Gucci nha. Số 8 150 nha. Có đáy nó hơi dơ nha, mình nói trước là mình không có giặt giũ gì nên đôi khi nó sẽ bị dơ chút xíu chút đỉnh. Thì các bạn này giặt lại cho mình nha, bảo đảm giặt là mới, tại vì mình chỉ bị dơ thôi chứ không phải là nó bị dính gì hết nha, nó cũng sẽ giặt ra. Giá thì rất là rẻ, chất lượng thì hàng nội địa thì nói chung là nó mà còn ổn định thì xài rất là dễ xài nha. Nó sẽ là số 8 150. Tiếp theo túi này, túi đựng đồ đi du lịch nè, mà nó cũng có độ chống sốc nữa nè. Chống sốc của nó là gì, nó giống như là có lớp mút gì đó nha. Nó cái túi này là cái túi để cái túi này là đựng đồ đi đi xa được nè, đựng theo đồ. Nó có thêm cái dòng như là mút chống sốc nè, thấy nó mai cái đường xới sọc vuông nha, mình thấy là vậy đó. Nó có độ mềm nha, độ mềm giống như mút nha. Con này thì 150, số 9 nha, số 9 150 nha. Số 9 này là mình có hai cái mà không biết nó giống nhau không. Một cái này nhìn rất là sang chảnh nè, màu đen nha. Nó là chất liệu của nó là giống như là dù vậy các bạn, dù mà nó hai ba lớp nha. Nó giống như là có chất kim chất mút để bảo vệ chống sốc cho đồ nữa nè. Nhưng mà không phải là để làm cái đựng lớp tóp hay là vali, mà nó chỉ là một cái túi sách nè, túi sách kìa. Rất là to nha. Mình sẽ đo kích thước cái túi sách này. Bề ngang của túi sách này là 47 phân, chiều cao của nó là 27 phân nha. Còn cái dòng đít của nó là tầm mười mấy phân đó, mình sẽ đo hết nha. Dòng đít nó ra là dòng đít ngang của nó là 14 phân. Nó có cái độ chống sốc mà chất liệu của nó là dù nha, nó trước là dù. Nó là số 9 150. Kaki thì nó kaki, dù nhiều khi có những chất liệu á mình đọc không được. Giống như Sherpa hay là da thì mình không kiểm soát được, là do là nó không, mình cũng không gành về chất liệu đó, nhưng mà mình sẽ nói lên trên video luôn. Có thể người anh chị nào đó thấy hợp lý hay là thích cái mẫu đó thì điện cho mình đặt hàng thôi. Rất là đơn giản nha. Mình chú ý là bán trực tiếp trên cuộc gọi mỗi ngày trên Tân Nguyên TV lúc 17 giờ chiều nha. Nguồn hàng của mình là thuộc là gò Châu Đốc, là gò Tà Mau và gò Tịnh Biên nha. Những nhà hàng này thì nó cũng có bên ngoài thị trường như là ở chợ nè, ở cái trang khu du lịch nha, chứ không phải là không có. Nhưng mà tùy theo cái mỗi người bán cái giá thị trường như thế nào, nhưng mà mình sẽ căng cái giá ổn định nhất có thể bán trên video. Mình sẽ cố gắng mình lựa là ít cái lỗi lầm nè, cũng như là ít cũ nè, ít bị hư nha. Đó là duy nhất mình có thể làm trên video thôi. Mình lựa là cũng kỹ lắm á, mình lựa nguyên một ngày trời luôn á. Cái này là cái túi đựng gì ta, cái túi đựng
đựng laptop nè, cái túi này đựng laptop nè, ở trong này các bạn thấy không, trông rất đẹp. Nó có cái nó có cái tem đây nè, mà giờ nó mất luôn cái tem rồi, chữ thì bao lâu em bán rồi, 4 5 4 6 chứ bán rồi nha. Rất đẹp nha. Cái túi này là hàng nội địa nhưng mà da nó còn ngoài rất đẹp. Nó có cái mát nữa nè, cái mát nó là cặn như là mới mà người ta cắt bỏ vậy, dính luôn rồi, cái mát lên luôn. Này bứt ra luôn. Còn dưới người kéo. Nó rất là nhiều dây kéo nha, nó có khoảng tầm khoảng 3-4 sợi dây kéo phụ vậy đó. Chứ không phải là ít đâu, nó dây kéo phụ nè, bên hông nè. Rồi bên đây nè, cái túi này là đựng chủ yếu là laptop hay là cặp đi đựng hồ sơ gì đó nha. Nó cũng kích thước của nó thì trong đó cũng không bự đâu, nhưng mà sử dụng thì rất là ổn định. Vừa những cái cặp như mình đựng ít như ba cái laptop hay đồ hồ sơ gì đó. Chiều dài nó là chiều đứng của nó là 32 phân. Bề ngang của nó là cũng 30 mấy phân, 35 36 phân nha. À, thiếu cái đai cái gì rồi. Đây thiếu cái đai nè. Thiếu đai rồi, nhưng mà này sách được nha, khỏi quải. Mình nói là mình mua nhiều khi nó cũng thiếu đai, cái quai nó, cái đai nó. Ông nó đưa mình cái đai có đưa đâu trời. Cái ông chủ này nói mình á là đem về đi rồi gửi riêng cho mình mấy cái đai. Rốt cuộc có gửi đâu. Nhưng mà sách thì cũng có duyên rồi. Thiếu đai nhưng mà vẫn sử dụng là do nó có tay cầm cũng rất đẹp nè, khóa luôn nha. Đây. Con này là 120. Rồi ok. Cái 10 nha. Cái 10 120 kích thước của nó là 32 và 35 nha. 32, 32, 35. Tiếp theo con có cái chất liệu là dù nè. Chất liệu dù này thì nó cũng có cái độ mềm chống sốc nha. Nhưng mà để đựng đồ hay đựng ai da, gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Rảnh. Rảnh không? Nó niêm phong là biết đồ mới. Niêm phong chi? Cái nước không xài nữa niêm phong luôn á. Mà cái này kiểu khỏi cho mở luôn. Nó có một bên là không mở được, không biết lý do làm sao nữa. Không biết nó thiêu bằng tay gì đẹp lắm. Còn cái này là dây kéo nó ngộ lắm nè. Thì kéo mở hai bên nha. Chính giữa nó sẽ có hai cái ngăn rất đẹp nè. Cái này là dòng như dù nha. Nó dù sẽ mở lên một ngăn đây. Cục dài nó xuống nữa rồi. Con ta kìa. Đây là cái túi khá to nha, to hơn cái túi nãy chút nhưng mà nó có đồ chống sốc nè, mình sẽ kéo bên trong luôn nha. Cái này là số 11. 11 150 nha. Dòng này thì nó mắc là lý do là nó khá to, có thể đựng rất là nhiều đồ. Nó sẽ có bốn cái chân này để đồ để chống. Đây này thì dù thì nó chống thấm rồi, thêm nó có bốn cái chân nha. Bốn cái chân này chỉ là để đựng đồ nặng, nó không bị da chạm với cái da bên trong nè. Bên trong nó khá to luôn, cái này to còn đẹp lắm nha. Mà tại sao nó phá một góc bên dây kéo thì mình không biết, thì các bạn nghiên cứu sao. Mình nói là mình nói thật sự á, hàng nội địa này á, bán á, thì người mua như mình á, mình sẽ cố gắng á. Mình sẽ cố gắng mình lựa tốt nhất thôi. Còn nếu mà bao hàng như thế nào thì mình cũng không biết bao làm sao nữa. Tại vì hàng này, hàng nội địa thì nó cũng như hàng cũ rồi. Nhưng mà quan trọng là cái chất liệu của nó sẽ khác hàng Việt Nam rất là nhiều, là do chất liệu nó là hàng nội địa, là hàng nhập không nha. Đây các bạn thấy đi, đây là chất liệu dù nha, mà nhưng mà nó có độ chống sốc nè, rất mềm. Cái túi này rất mềm, đặc điểm là cái túi này có cái đai nè, nó vừa có tay sách mà vừa đai nè. Cái này nó có sẵn nha, có cái nó mắc đai nha. Cái số 11 150 nha, có cái nó mắc đai, có cái còn đai nha. Ổng hướng cho mình rút cuộc mình có thấy đâu. Tiếp theo một cái túi này các màu đen nè, có cái dính bụi. Cái này túi này rất đen nha, nó là có thuộc dạng là cái túi mà nó có thể rút dây lại luôn nè, nó không có dây kéo nhưng dây rút nha, nó như cái ba lô gì đó, nó có dây kéo phụ bên trong bên đây nè. Túi này thì 100.000 nha, túi này thì cũng có dây cũng có đen đó, nó có nhiều túi phụ lắm nha. Số 12 100.000, 100.000. Cái túi này là có dây rút nè, có dây rút ở đây nè, nó cũng mua đen lắm. Đây dây kéo này nó thiếu hay kiểu nó nhiều dây kéo. Đây là có những cái dây kéo phụ đây nè, nó có hai cái túi dây kéo phụ nè. Nói chung mình dây kéo là không có hư nha, không có cọng nào bị hư hết trơn á. Bây giờ kéo thử coi hư thôi, không có hư nha. Này chỉ cần chế miếng dầu ăn cho thôi.
những cái gì mà cần bôi trơn á, không nhất thiết là phải là nhớt hay là những cái chất liệu gì mà khó trơn á. Dầu ăn các bạn, dầu ăn á nó có chức năng là bôi trơn, như ví dụ như là tẩy rửa những cái chất sét đó nha. Dầu ăn nó rất là nhiều chức năng, đa chức năng luôn. Mình thì ví dụ như đồ nghề của mình đó, mình không rửa bằng dầu máy, dầu nhớt đâu, mà thật sự mình rửa bằng dầu ăn đó. Dầu ăn nó sẽ có chức năng là chống sét và chùi rất là bóng nha. Nên khi á, nên khi mà muốn bảo quản những cái đồ như là sắt thép á, thì chỉ có dầu ăn là tốt nhất thôi. Dầu ăn là tốt nhất, nó rất là lâu cho sét lại, mà chùi thì cũng rất là bóng. Số 12 100 ngàn nha. Đây là cái túi ba lô rút dây rút nha, chứ không phải là dây kéo. Nó có một đặc điểm, đó là của Mỹ mới ghê chứ, USA luôn nè. Còn bộ là hàng nội địa hết à? Hàng nội địa, đây là hàng nội địa, không phải là hàng mới. Mình nhắc lại, đây là hàng nội địa. Cái túi này là cũng dòng USA nè, chứ không phải tầm thường đâu nha. Nó nhìn nó rất là modern, kỳ lạ mà dễ thương nữa. Cái này cái túi thì như bảo cảm giác thiếu ánh sáng vậy thôi à, Tài. Thiếu cái đâu? Đúng rồi, con đứa đứng cho ánh sáng luôn. Nhách cũng tính. Chúng bị chửi. 12 nha, 100 ngàn, cái này là có chữ USA nè. Thiếu ánh sáng rồi mà thiết kế thêm cái đèn nữa mới được nè. Tại nếu quay đi mà thiếu sáng rồi. Không có đâu, tại vì bữa nay nó bị gì á. Đây là một cái ba lô nè. Ba lô này là nó có dòng chữ rất là modern, nhưng mà mấy cái đầu nó hơi bị chất sét. Bị sét là do để thời gian khá lâu hay là trong hàng đóng hàng gì đó. Cái túi này nó có nút, cái này trộm modern lắm luôn á. Cái này nó sẽ có những cái khóa nè. Cái dòng này là của Nhật hay là của nước nào đây, kiếm chữ coi. Cái này là chất liệu nó là zin nha. Zin nhưng mà họa tiết hình chứ không phải zin bình thường. Nó là chất liệu zin mà nó họa tiết rút nha, chứ không có dây kéo nha, nó rút dây lại nha. Mình nói trước là chất liệu zin nè. Tại vì khi nhìn bên ngoài á nó không có nhận ra zin, nhưng mà khi bên trong á là nó có zin nha. Cái này 100 ngàn. Số 13. Số 13 100 ngàn nha. Cái này là chất liệu zin nha. Nói chung là dành cho giới trẻ học sinh đó, hoặc là đai ba cái đồ rất đẹp. Đai đồ đi du lịch này, đi chơi hoặc là đựng đồ đi đâu đó chút đựng rất đẹp nha. Nó là dòng giấy zin nhưng mà chất liệu của nó là họa tiết bông nha, họa tiết chữ, nói chung là có hình đó. Đây là số 13 100 ngàn, chất liệu zin nha. Mình sẽ nói từng chất liệu thôi chứ mình cũng không biết nói sao cho hết. Còn tiếp tục đây là dù nè. Dù mà cái loại dù mà nó có thêm cái sớ là cái sớ mà giống như là để cho nó nhám vậy đó, sớ nhám nha. Đây là cái cũng dòng thuộc dòng ba lô mà dặn là dây rút nữa nè. Mà dây rút mình đi bị mất tiêu cái gì ta. Nó bị mất tiêu cái dây rút rồi, nó còn dài không? Đây là cái cọng dây rút nè, các bạn về lấy dây dài đó. Dây dài á hay là các ai biết sử dụng á thì lấy dây dài đó là rút lại được cái dây rút nè. Cái dài nhà mình có nó nhưng mà rất là đẹp. Cái túi đẹp mà thiếu dây rút. Đây thiếu một sợi dây rút nha, về kiếm một dây dài đó hay là một cái dây đẹp rất là sang đó. Ừ, cái này là dạ màu rất đẹp nè, nó là sẽ là thuộc dòng dù mà dù nhám nha, nó chỉ còn thiếu cọng dây thôi. Nhưng mà nút gài nó rất đẹp. Đây hàng này của Nhật nè, kiểu rất đẹp nè. Đây là của Nhật nè, hàng nội địa nha, mình nói trước là cái này là túi xách nội địa nên nó sẽ không giống nhau. Đặc biệt là như vậy. Đây là cái logo của nó đây. Mình cũng lựa từng cái rồi thôi chứ mình cũng không có coi hết được luôn á. Đây là dòng đáy này. Này dính dơ. Ở dưới thì dơ da nha, dòng đít nó bằng da. Ở bên trong nó là mình cũng cố gắng lên trong này. Bên trong nó làm cũng chắc chắn đẹp lắm. Về giặt nó rất là mới nha, mình chưa có giặt luôn. Thật sự là chưa có giặt luôn. 100 ngàn. Nè. Rồi. Ừ, tôi thêm cái túi nữa, túi mấy bà thím nữa. Cái túi này là dành cho mấy dì nè, mấy dì mà thích mua sắm hay đi chợ đó, hay là đi đâu đó. Cái này là rất là sang nè, những cái cọng dây kéo nó rất đẹp nha, còn mới lắm luôn. Cái này thiếu một điều thiếu duy nhất nữa, cái này là thiếu cái đai nè, nhưng mà có tay cầm nha, thiếu đai vẫn có tay cầm. Tại đôi khi mình đem mình cũng lựa được kỹ được hết, nhiều khi thiếu đai là nhiều quá, không lạ người ta mở ra. Không ai đeo đâu, bạn sách mà. Thì bởi vậy biết được, tẩy đi. Bên trong nè, bên trong nước nào đây? À, hai nay. Yu Kitako của Nhật. Cái này là hàng của Nhật nha. Tôi định nói Hà Nội vậy đó. Hà Nội gì? Hà Nội. Yu Kitako, tức là cái tử này là của Nhật hết, hoặc là Hàn Quốc nhưng mà này của Nhật nha. Cái túi trong cũng còn đẹp nè, cái trong đẹp nè.
Cái này cái túi rất đẹp luôn trời. Túi này gắt mới luôn á, đồ mới nó gắt cao luôn nha. Nó rất là đồ mới cao mà thêm những cái mũi kéo nó còn rất đẹp. Cái này là không chốc. Cái này là thuộc dạng dù nha. Này là giấy dù luôn. Dù mà như da vậy đó. Không dù ha. Dù mà nó nhái da. Nhưng mà nó là dù. Nè, nó chống nó xì hơi, nó ốp hơi vậy, đồng nghĩa là chống nước nha. Dù thì nó có chất liệu là chống nước, có thể đi nước được á mà không sợ ướt. Đồ dòng những cái đai inox nó còn mới. Cái này 150 nha. Đây là cái túi. Cái túi số 15 150. Trời trời, quậy này chắc không xong đó ta ơi. Quay về cái 50 được rồi. Cái mấy rồi. Chắc quay không nổi đâu. Đây là cái ba lô dành cho bé nè. Ba lô dành cho bé nó có sẽ là màu đồng nha. Cái này nó sẽ màu đồng, nó có hình 3D nè, nó sẽ lúc hiện hình lúc hiện chữ nha. Có hình 3D mà, nhìn biết 3D rồi. 3D hỏi gì người hỏi 3D là sao? 3D tức là cái hình nó nổi lên giống như thật và có thể là sẽ ẩn hiện nha. Hoặc là nó nổi trực tiếp lên luôn, gọi là vậy đó, hoặc là nó sắc nét. Ở trong nè có hiệu lục cái tiền đô nữa. Đây là dòng nó có chất liệu là như da nha. Da mà như dù vậy đó. Bên ngoài thì như chống nước, bên trong thì như da nha. Rất là đẹp luôn. Hơi bị chốc này chút này nhưng mà dành cho bé được. Còn đẹp lắm. Dành cho bé được nè. Nó sẽ có một cái ngăn phụ nè. Còn một ngăn chính nha. Nó có hai cái ngăn. Số 16 100.000. Cái thứ đai nữa. Thì thứ đai hơn ta. Cái này là dòng ba lô ha, có tay cầm và có cái ở sau lưng quải nè. Ba lô số 16, 100.000 lên đi xa. Tiếp theo nè, một cái túi vuông nè, rất đẹp luôn. Cái này là thuộc dòng là đựng hồ sơ, laptop hay là đồ đi làm, quần áo cũng được luôn. Tại vì nó là cái dòng kéo ra hết luôn á, không giỡn đâu, kéo hết ra luôn nè. Có hết rồi luôn á. Đây mở luôn đây. Trời ơi. À, nó như vali vậy đó. Ý da, dòng đai đây, có đai đây. Mừng không? Mừng quá. Này không thiếu đai nha. Cái nào mà nó thiếu đai thì có khi nó cắt ở trong đây. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này như cái vali vậy đó. Cái này là giống gì vậy? Này lấy gì lắm nè. Cái này lấy gì ta? Chắc là cái đựng đồ đạc quần áo người ta ship trong cái như vali vậy đó. Không phải đâu. Cái gì? Nè, cái kéo nè. Cái ngủ. Cái gì? Chứ ngủ gì? Cái gì đó rồi, hình như cái này là cái võng giống cho em bé ngủ. Võng đâu mà võng trời. Thôi, cái đai nè, cái sách nè ship thì cho. Cái vali á mà vali nó nhiều ngăn. Ý em nói chị không hiểu hả? Cái này thuộc dạng là cái vali nhỏ để dành cho em bé. Em bé nào cái võng được luôn nè. Có không mà. Có đó. Giỡn hoài. Không bao giờ mình kéo thành vali trước đi. Giờ nó đường xong mà nè, nó đứt cái bệnh nè. Viện đi. Không có đâu. Chị tại chị chưa thấy rồi đó. À, hai giỏng hả? Ý. Ông đã nói mà cho em. Cái này dành đồ... cho cái giỏng hả? Nó như đồ đựng để tiện cho em bé rồi dăng giỏng cho nó ngủ luôn á. Trời ơi, có luôn hả? Nghĩ ra được cái thầy gà thiết kế này vậy. Cũng không dám dăng. Có đai nha. Cái này 150, cái này rất đẹp. Màu nó là màu kaki nha, màu kaki là màu xám, xám cho đúng không? Cái màu này xanh rêu xanh rêu nhưng mà thuộc dòng kaki. Hai người bên đó chưa có con để dành được. 150 nha. 150 số 7 nha. Cái này mình sẽ đo kích thước, thì cái này cũng cần kích thước nữa. Bề ngang của nó là khoảng 45, bề cao nó là 30-32 nha. Nãy giờ nhiều người xem lắm đó. Được đó người. Làm số 17 cầm ống đi 150.000, nó sẽ là số 17. Tiếp người mới vô tiếp. Nãy giờ chắc cũng được mấy chục người vậy. Cài đi. Tiếp theo là cái túi vali nè. Cài đi hơi bụi. Nhưng mà cái này thuộc dạng vòng cổ nha, chứ không phải vòng thường đâu. 100% là bằng da. 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 Cái này đẹp lắm luôn á trời. Cái khóa này là biết đồ xịn, đồ hiệu này. Nè. Nó đóng đồng. Ý nó còn thêm cái trong, nó phải được tôi tặng đâu nha. Tại người ta đẩy vô. Nhìn cái khóa là biết đồ hiệu rồi. Trời trời má ơi. Nó xỉu. Đường này gần đây nguy hiểm lắm, ai là đồ giả đường này gần đây mở ra mà miệng cho mình là chết hết. Cái túi này, cái vali này á, đặc điểm nó những cái xung quanh nó đều bằng đồng hết nha.
như cái này cũng bằng đồng nè, cái tay cầm bằng đồng nè, lâu ngày nó muốn ten luôn nhưng mà nó không có ten. Còn quan trọng nhất là cái cầm khóa nó cũng bằng đồng nè, cái này bằng đồng, này bằng đồng nè. Cái này là cái thuộc dạng vòng vali cứng nha, đây là thuộc dạng vòng vali cứng. Có lỗi một xíu thôi. Không có lỗi đâu, cái này tự đẩy mình bỏ ra. Ý nó thiếu đai nó rồi, nó thiếu đai nó rồi. Cái đai khác mình không có. Không có dùng mấy cái đai của vali khác rồi. À, nước nào ta mình kiểm tra nó có cái đồ để bảo vệ đồ dụng cụ nè. Còn ngá gì nè, hàng của Nhật mà hàng xuất khẩu. Cái vali này rất đẹp luôn đó nha. Cái vali này là cái lọ trước nha. Để thêm tí dầu ăn vô cho kéo nó bôi trơn đó. Bây giờ nó tạm thời là nó hơi bị dơ á, bấm dơ. 43 chiều cao nó là 33 nha, 43 và 33. Cái vali rất đẹp. Bề ngang vali của nó dành cho những người thích sưu tầm những cái vali độc lạ thì đây cũng là thuộc dạng vậy nè nè. Nó là sờ 7 phân, 8 phân. Cái này là do nè, do xúc cái chỗ đai ra nè. Sao đeo cái đai lên không thấy? Mà không có đai, mất cái đai rồi. Cái đai bằng đồng nè, nó bị xước lên miếng hai bên tí xíu nha. Này rất đẹp. Chất này chưa mã số nữa. Trời ơi. 150 số 18 nha. Số 18, 150. Lục cái gì tài lục tiền đô hả? Nó bị lỗi lầm tí xíu nè. Buồn ghê luôn á các bạn. Cái này là chống ẩm. Bịch chống ẩm. Cái này là nó buồn ghê á, nó hoàn thiện như đó mà nó bị trên, nó bị xúc nha. Số 18 nó bị mất hai miếng da tí xíu, nhưng mà nếu mà không sử dụng á thì bỏ luôn cái phần này ra cũng được nè, tại vì nó cũng dùng mai nha. Đây là số 18 trăm rưỡi nha. Rất là cái đó hoặc là giờ giữ lại. Cái này dơ nè, điện ngon bên cho tôi. Tiếp theo cái túi dành cho bé. Trời ơi, cái bé này cái đồ mới chắc đẹp nha. Thêm có thêm cái nấm như thương nè. Cái này thuộc dòng màu hồng. Chất liệu của nó là kaki. Đâu có đâu, nó thích cuộn về mở ra làm lại. Tại vì nhiều khi nó dài quá. Nó có một cái ngăn phụ và một ngăn chính nha. Nó sẽ có hai đầu dây kéo, một cái ngăn phụ và một ngăn chính. Ngăn chính của nó này dành cho bé được nè. Bé bé. Sao cái kênh này có người câu thì phụ nữ quá. Đây rất đẹp nha. Đây tiếp theo số 19, 100.000. 100.000 nha, số 19. Đây. Tiếp theo. Chứ cái giá này không hề rẻ nha. Đây là những cái túi Nhật nè, đây là chất liệu của nó làm nó là dù vậy đó, dù mà nó hòa tiết bóng nha, nó thuộc dạng như dù vậy đó. Mà thấy chữ Nhật chưa? In đậy chưa? Cái này chống mưa được nè, đi chống mưa được nha. Nói trước là cái này chống nước, chống nước. Có cái thì nó thấm nước nhanh lắm, nhất là màu, nhất là kaki và vải nha. Còn những chất liệu như dù hay là chất liệu bóng vậy nè, là chống nước nha, nước chảy xuống là chảy luôn á. Đây là cái cặp, cái dập đi học nè. Có thêm hai cái đồ bình đựng nước nè. Là số 20. Lai lâu vậy không bị gì vậy. Số 20, 150. Đây là cặp chữ Nhật không nè, mình hơi dịch ra. Đây là chắc của cái trường Nhật nào cho bên Nhật á, mình dịch ra thì sợ nó ra cái mình không biết. Kích thước rất là dài nha, cái tập này rất là dài luôn á nha. Đây số 20, 150. Tiếp theo số 21, một cái ba lô nha. Một cái lô này nó sẽ là có chất liệu vải chứ không phải là kaki hay là dù nữa, mà nó qua vải rồi. Dưới phần dưới nó thì là bằng da nha. Trời, 100.000 đi lộn, 200 nữa. Đây là 100.000 nha. Nó ở dưới là bằng da nè. Bằng da rất đẹp. Nhưng mà khi bên trên nó là bằng vải nha. Đây là cái ba lô của hàng của nước nào đây, kiểm tra coi. Nước nào, quá trời nhiều giấy luôn. Nước Nhật rồi. Chữ quá trời chữ luôn, chữ Nhật không à nha. Nó gắt mới, bên trong nó còn gắt mới. Nó số 21 nha, 100.000 nha. Chiều dài nó khoảng 40 mấy, chiều đứng nó khoảng 40 mấy đó nha. 42, bề ngang của nó là 35. Tiếp theo 21, đây 21, 100.000 ba lô nha. Tiếp theo cái túi này, cái túi dành cho nữ nè. Sách rất là sang luôn. Nó có nhiều cái ngăn là để đồ đủ thứ đấy chứ. Đây là có chữ trong đây nè. Hàng của nó là Pháp á. Lát à.
chữ Pháp. Chữ Pháp à? Không phải chữ Mỹ là chữ Pháp. Trời ơi. Công nhận. Trời, có nút còn mới lắm. Còn thiếu nút. Nguyên một đống là chỉ có cái này là siêu phẩm rồi đó. Nhưng mà thiếu nút. Thiếu chân, thiếu chân. Cái này là siêu phẩm đó. Thì nó sẽ là trong nó sẽ có ngăn, nó bên hồng nó sẽ ngăn phụ nha. Thiếu một cái chân. Nó trong nó có những cái đồ như đựng viết nè, giấy tờ nè. Cái này là dành đi hàng đi làm văn phòng á. Cái này là túi để đựng hàng, đựng đồ để đi làm. Cái bề ngang của cái túi này á, đi làm đi chơi cũng được. Nhưng mà túi này nó chiều ngang nó là 35, chiều cao nó là khoảng tầm 29-30 nha. Đây là cái túi số 22, 100 ngàn. Tại vì nhau thiếu cái nút. Đây là mình có thể là sau này á, nếu mà có cơ hội á, mình sẽ đem về một số những cái túi sách độc lạ đẹp nha. Bây giờ trước mắt thì mình có gì mình bán đó. Số 22 100 ngàn nha. Số 23 là một cái ba lô nè. Ba lô sao bây giờ nó vỏ cũng tại gì á. Ba lô này chất liệu nó là vải kaki nha. Nó thuộc dòng kaki. Đây là cái chữ của nó. Đây là kaki nha. Nó có những cái một cái phụ và một cái chính nha. Kéo nó còn kéo rất là nhạt. Bên trong nè. Nước nào đây? Model u gì? À, nó xuất sang. À, xuất Nhật nữa. À, xuất qua xuất Nhật mình xuất sang à. Xuất sang u gì đó. Này dòng không phải dòng của Nhật là dòng nào. Đây là cái ba lô nè, cái da nó nè, cái da nè. Đây là cái dòng của nó, tên của nó hương hiệu này. 100 ngàn số 23 nha, cái này là ba lô. Ba lô cái chất liệu nó là kaki đâu rồi. Biết không? Kaki nha. 100 ngàn số 23. Không có khách chịu coi quá chứ. Đẹp. Cái này là cái dòng mà đây là giống như cái ba lô dành cho học sinh nữa, học sinh dạng học sinh mẫu giáo hay lớp 1 gì đó. Đẹp. Nút mà biết đồ xịn. Nút của nó là thương hiệu là Anilo gì đó nha. Nút có đóng. Tất cả đều là có đóng hết nha, chữ nút gì kéo gì cũng đóng hết. Bên trong thì nó có đồ cứng nè. Cái này có thể dành cho bé đi học từ cấp 1, từ lớp mà lớp 2, lớp 3 cho xuống nha. Cái túi này nó vuông, nó cứng nha. Không phải đơn giản đâu á. Nó có độ cứng nè, vuông nè. Khi mà đựng đồ nhiều nó sẽ vuông nha. Chứ không phải là nó bình thường đâu, nó sẽ vuông. Nhưng do là bị ép trong đóng kiện hàng á, nó bị ép lại thôi. Chứ khi mà dồn đồ vô nó rất đẹp. Dồn vô rất đẹp. Thương niệm Anilo gì đó nha. Số 24. Chầm. Đây là thương hiệu Anilo gì nha. Đây là khi mà đựng đồ vô nó sẽ có ra một cái hình vuông nha. Số 24. Tiếp theo một cái túi Simli. Simli da. Da đó. Nhưng mà giống da hay là Simli? Da đó. Mềm mà nhìn im lắm. Ừ, này, cái túi này khá to nha. Này đi du lịch đựng là đựng rất là nhiều đồ nha. Cái túi khá to. Nó sẽ có một túi phù bên trong và một cọng dây kéo. Dây kéo này đặc điểm với kéo này nó dòng gờ nha. Chứ không phải là dòng gờ chứ không phải dòng liền nha. Khi mà cần rồi, còn cái bình thường thì nó dính đúng không, nhưng mà mình mở ra được. Đây là không biết da Simli nữa, nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là mềm đó. Mà nó không bị chày chóc nha, đặc điểm là nó không bị chày chóc. Thương hiệu nó Chanel luôn, mới ghê trời. Mà túi này mấy triệu không ta? Cái Chanel nè, chữ Chanel có gà đúng không? Không biết. CC 150 nha. Số 25 ai biết đâu. Nhưng mà đây là dòng thuộc da Simili đây. Sao nhìn thấy nó xịn quá. Nó xịn, nó mềm nha. Cái dòng này rất mềm. Mình không phân biệt chính xác là da Simili, nhưng mà nó rất là xịn nha. Có độ mềm nhất định nha, mà không cứng nha, mà không, đặc biệt là không chốc dây, không chốc da nha, mà nó rất là lớn nha. Khá lớn, mình sẽ đo kích thước. Bề ngang của cái này á, nếu mà đo theo cái đường may thì nó có 40 thôi. Nó bề bụng á là chưa tính nha. Bề xuống nó là 20 mấy phân. Rồi anh đặt chai xuất hiện luôn. Đây số 25 150 nha, khá to. Dòng đáy nó khoảng 15-16 phân nha. Tấn công họ có đứa té nè. Mệt lắm đấy. Gán. Dễ ăn đâu. Chắc 30 chắc chưa kết. Mới có 25 à. Mệt quá. 30 mấy phút này. Nhiều vô. Mệt. Đây là cái túi. Cái túi đi du lịch nè, nó có quà tiết màu cam để chống dây chảo. Nó vuông nha, nó bự nha. Cái này rất đẹp nha, đựng nhiều đồ. Có thể đi du lịch nè.
cũng như là từ xa mình thấy người ta quay đó. Ừ, cái này là dạ quang, cam là để thấy dành để làm cái gì, dạ quang thấy đường này á. Cái này là 150 nha, số 26 nha. Cái này khá to, đựng rất là nhiều đồ. Mình sẽ cố gắng đo kích thước nha, thương hiệu nó chữ đây nè. Hàng này là giống như là hàng cổ vậy, sản xuất 1934 nha. Chữ Tokyo luôn kìa. Tokyo đúng Nhật luôn á, mà nó cả cái hơi cam nè. Nó ra cái đàn nó là màu đen, nhìn cam. Tay cầm cam, quải cam nha. Túi rất to, nó đặc điểm nó có hai ngăn, ngăn chính và ngăn phụ nha. Còn ngăn dưới thì chưa tính, đây là ngăn trên ngăn dưới nè. Nó sẽ đổ ra mở ra hai đường nha. Gỡ gỡ luôn, cái này đựng là đi du lịch nè, khá to luôn. Mình sẽ đo kích thước cái này nè, phải đo cũng được, đo nó mình dùng được kích thước của nó. Nó sẽ đựng đồ vô, nó sẽ ra hình vuông nha, chứ không phải là hình hình dẹt đúng đâu. Có đồ nghề không mà dịch tới là vui. Biết rồi, không muốn nhanh không được. Cái này kích thước của nó là khoảng 44 phân 30 phân nha. Nó có 44 và 30 phân. Đó là số 26. 26 150 nha. Bình hay bài hâm bự của nó là vuông vuông nó. Nó sẽ là hình như cái tủ này nó gáp lại được không? Đúng rồi, gã luôn, nó là gáp. Nó ship lại luôn. Nhưng mà trước mắt bây giờ là nó sẽ cái hình vuông đi. 28 nha nè, có thể gáp luôn nè, nhiều lắm. Gáp hình luôn hình tin là số 26 150 nha. Mình gáp luôn được lên. Ý, nhìn nó bị xúc đường gáp đó hả? Chút tiền gáp rồi, nó mới gáp được đâu, nó phải bằng mới được. Này, nhưng mà đâu ai gáp lên chi, người ta dành người ta xài. Đừng đồng nhiều nha, còn nó gáp thì mình sao mà không dùng gáp luôn, ghê chứ. Số 26 150 nha, cái túi khá to luôn. Tiếp theo số 27, đây là cái giống như là hơi dơ nha, bụi nha, chứ không phải là bị gì hết. Cái này là cái túi đựng những ba cái đồ nghề giống như là máy chụp hình này kia, hoặc là câu cá nữa đó. Để câu cá đó còn bao nhiêu? Có không? Hàng này nó rất là đẹp nè. Camera. Máy chụp hình đó. Nói chung là đựng ba cái hàng mà dụng cụ đi làm nghề nha. Làm nghề như chụp hình nè, cái máy camera nè. Là túi đựng camera nha. Đựng đồ nghề cũng được, nếu ai đựng đồ đi câu cá cũng được. Nói chung là thích đựng nào không đựng camera. Cái cậu kia không cãi nhau quýnh giờ có thể đựng đi câu cá tới chồng tao đeo mà. Đây rất đẹp, này trong đây có chống sóc nè, có để gác đèn nè, còn đây để gì vậy trời, chỉ về ghi ngày tháng ghi đây nè, giống như cái tên tên ghi. Cái vỏ gác mà để đi tập, cái để tên của người sử dụng cái vỏ. Ừ, trăm con nó xịn vậy nhỏ xíu à. 27.100 100.000 nha. Cái túi này 100.000. Mình quay sơ sơ thôi chứ mà đo kích thước hết là mất thời gian lắm. Nếu mà ai có cần đo lại thì mình đo lại nha. Nói chung là còn đủ 4 chân nha. Có cái có 3 chân nữa kìa. 27.100.000. Đây ba lô nè. Ba lô này thì nó sẽ có chất liệu là kaki nha. Kaki khá lớn mà con này rất đẹp luôn nha. Con này khá to mà đẹp nha. Số 28.150. 28.500 nè, nó giờ chưa con 200, nó chưa ra con 200 luôn á, qua chưa tới luôn á, khá là nhiều. Mình cắt về là khoảng 100 mấy chục con đó, mà nó giờ quay nó giờ mới tới 28 à. Nó sẽ là số 28 nha, 150k. Cái con này bên trong bên ngoài rất đẹp. Xem nè. Hàng nào xuất Nhật kìa. Dách gì đó, xuất Âu á, xuất Nhật gì, tiếng Anh không mà. Nhưng mà nó rất còn mới nha, hàng này nội địa nha, không phải hàng mới. Là chủ yếu mình bán hàng đồ đại Nhật, là tất cả đồ Nhật mình có gì mình bán đó nha. Loxi thì mình kéo khá đẹp, được xài biết nào hơn. 150 nha, số 28 150. Nó dòng ba lô, chất liệu nó là kaki, nhảy kaki nha, chứ không phải là da. Bên trong nó chống sốc nè, có thể là không có gây đau cho khi mình đeo đai nè. Rồi mình thiếu đai luôn cái gì rồi. Cái này thì nó có một tay cầm, một cái sau lưng nha, thiếu dây ngang nữa nè, nó có dây ngang mà mình không có. Nó là số 28, 150 nha, số 28, 150, một cái ba lô cũng khá to. Gì? Biến để mua cái gì tốt để từ tính. Đây một cái túi nè, cái túi dòng này là cái dòng giống như cái nãy cái thứ ba vậy đó. Cái này cái túi này á, nó sẽ có cộng dây kéo, đặc biệt nó là thuộc về dòng gì ta rồi trông đẹp quá. 150 nữa mình bán như mấy cái vậy đó.
Bây giờ có mấy cái nghe, cái này là ba cái, đây được ba cái để đi du lịch đừng đi đâu. Nhưng mà đặc biệt á là nó là chống nước và chống sốc nha, nó không bị ướt từ bên trong, nó khá là to, xài suốt đời được, không có hư, không có chống da đâu. Không, cái này là kaki, dòng kaki dù á, nó dùng dù chứ lộn, nó là số 29 nha, chất liệu dù nha, mình sẽ nói chất liệu thôi chứ còn mà sử dụng thì mỗi người có một cách sử dụng, mà sử dụng đem theo để đựng đồ, hay là cái này chủ yếu là đựng đồ là chính nè, chứ không có đựng gì trơn, đựng đồ nha. Nó đựng đồ không mà nó có các, nó có thêm cái chất liệu là chống sốc nè, chống sốc là nó có độ mềm nha, rồi vô độ mềm mà nó im im tay giống như cái niệm vậy đó, mà bên trong nó màu vàng. Nãy giờ video này rồi hai thằng đực vô 29 150 nha, ở trong nó màu vàng nhưng mà bên ngoài nó màu đen, nhưng mà nó rất là đẹp, nó còn đẹp, không bị chày gách nha. Đặc điểm như vậy, nó có cái tem đây nè, mắt gì mascara nếp gì mà đặt cái chết luôn. Đọc chủ mà nó sản xuất cái thương hiệu đó nó đọc nó cười khóc luôn á. Đây là túi này khá to nha, bề bản cũng tầm 4 mấy đến 3 mấy nha, khá to luôn á, có tay cầm rất đẹp nè. Đây cái túi 29 nha, 150. Tiếp theo bây giờ cái này cái gì đây, bữa nay nó dòm ngó cái đó đó. Cái này là cái bạc, cái bề, cái đai ngang nha, đai ngang của giống như là cái đồ bao tử mà sắp được nè, có thể đai ngang eo nha, cái này dòng đai ngang eo 100 ngàn, nó mất tiền viết nè, số 30 nha, 100 ngàn. Cái này là cái đồ đeo túi đeo ngang hông nha, ngang bụng á, dành cho như mà như để đi du lịch hay là đi tắm biển gì kia đó cũng đẹp. Đựng điện thoại, đựng tiền, đựng tiền, đựng cho mẹ ơi. Nó có chất liệu, nó là dòng cái này là chất liệu gì ta, kaki hay là dù, cái này giống như dù nha, nó chất liệu giống dù lắm á. Bên hông thì nó có đồ chống sốc nè, cái này là bào bao tử nha, nhưng mà đeo đeo ngang chứ không phải đeo bên hông, thả nó ra thì nghiệp nó. Số 30 100 ngàn nha. Cái này là đeo ngang hông, ngang ngang eo. Con này chịu. Lại nó con này mã số 100. Số 31 mày nhiêu mày. Cái số 31 này á, là cái túi nè, cái túi này. Cái túi này da nó bị dê thôi nha, chứ da nó rất đẹp. Cái này có thể không giặt ra, bên trong rất đẹp luôn đó, bên trong rất là sang luôn á, mỗi cái chữ nó in ra rất là rõ ràng, nó bị dê đã đỏ gì kìa, cái này viết mực dê á. Nước này nước nào đây, nước nào đọc cũng ra luôn, thấy đường luôn hà, học mấy chục năm chứ không được đọc được mấy chữ này, chữ Pháp rồi đó. Này Pháp đâu, Pháp ở đấy con forever đi. Chữ Mỹ, Mỹ hả? Chết luôn mà, nó dính đỏ lờm, nó lét rồi dính dây dứt mực chị ơi, bên trong đúng nó dính màu đỏ mà không biết giặt ra không nữa. Không, đang ngoài mình phá nó rất là đẹp, phá nó bằng sắt xứng. Nó phá là dòng phá đồng nha. Cái này thì mình cũng ngại bán nữa, nó bị đen đỏ trong á, nhưng mà nó rất là đẹp, mình sẽ bán 100 ngàn nha, vì nguyên nhân nó bị dính mực bên trong á. Hàng có thương hiệu rất đẹp, cái túi rất đẹp nha. Bình hồng kiểu cách cá tính. Nó có chữ in, này là rất là đẹp. Nó in luôn cái phần mà cộng với kéo nữa, chứ không phải mà in bình thường. Nói chung là mỗi cái chỗ nó in lên đều có hết nha, đóng hết mình bán 100 ngàn nha. Tại vì nói chung nó bị ai làm đổ màu trong cho đổ mực trong đó, nó bị dính mực dính màu dữ xíu à. Nhưng mà mình cũng ngại lắm, mà lỡ quay lên rồi thì Ngân cũng kỳ, nó sẽ 31 nha. Mình giặt ra không biết thì, nhưng mà cái tay này nó dính nha, cái phần này là lo lâu lâu ngày nó treo nè, giặt ra nha, không giặt ra thì chùi, cái này nó dính nha. Đánh mà cái xi đánh dày là nó hết rồi. Không, cái này là chóc luôn hả ơi, này, chóc luôn á, nó chóc ra luôn á, dơ thế à, chóc luôn á. Sao phải cầm này? Đây là số 31, 100 ngàn nha. Trời ơi, trời đập cái bút mưa những bệnh. Tiếp theo một cái túi dành học sinh nữa nè, đây là số 32, số 32 150 nha. Cái túi này rất đẹp luôn, nó rất là còn mới nha. Đây là vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật nè, action nữa nè. Trời ơi, ghét quần của Thảo mèo. Bên trong túi rất đẹp, nói chung là cái dòng nó kéo nha, dây kéo của nội địa Nhật thì rất là tốt. Taiwan là gì? Đài Loan hả? Taiwan là Đài Loan. Này là hàng nội địa, bên nước thì lo, nó như Taiwan mà cái mình nó cái này. Cái này là dạng ba lô cho học sinh nha, túi sách cho học sinh, nó số 32, 150 nha. Này dành cho học sinh. Nên là đẹp xuống nhà, cho đẹp đi trước đi.
Trời ơi, cái này gì đây? Gia Ban luôn mới ghê chứ. Số 33, 33 150 nha. 150 số 33, nó có chữ Gia Ban đâu nè. Cái này đúng dòng Nhật nè, nó có Gia Ban nè, ít dập lắm. Đa phần là hàng xuất Nhật là nhiều, nhưng ít cái nào là chữ Gia Ban lắm nha. Đa Sawa, Đa Ban, Đa Ban gì đó. Đó là số 33 nha, 150 nha, khá to. Cái túi này nó có độ chống sốc nè, đựng đồ rất là nhiều luôn, nó khá là lớn nha. Đây, bên trong nó, ý sao bên trong nó kỳ trời. Đựng gì vậy? Nó nghe nè, cái góc bên kia được lui lui vô bớt chứ để vô camera có được không à. Bên đó đó, tự nhiên lớp rồi nó ngồi làm nó vô lên không được. Vô lên không được á. Qua giữa này nè. Ý cái này gì ta? Trong này có túi rồi. Quay người ta 9.000 người coi đó. Đây là số 33 nha, 150, ở trong nó thêm có túi gì nữa nào, biết mở ra được không nữa. Thằng này thì cho lên được. Chất lượng lắm nè, ai vốn được. Thằng hàng nó đẹp đó. Cái này thì nó thêm một cái túi nữa nè. Nó dính dơ này nhặt ra không trời. Nó là có một dính dơ đây nha, nó có dính dơ chỗ đó nào mới nhặt ra nữa. Nhưng mà nó màu, nó là thuộc dòng là Gia Ban luôn, mà nó có chất liệu là kaki. Cái này kaki hay là cái gì ta? Cái này là không phải kaki, dù nha, nó chất liệu dù nha, nó chất liệu dù chống nước nè, nó có đồ chống sóc nè, cái 33 150 nha, nó có chất liệu dù nè, cái này là dạng như là dù luôn á gì á, nó có đồ chống sóc hai bên nè, nó có một lớp, một lớp gì ta, một lớp kêu là cái lớp mút á, nó có thêm một lớp mút nha, nó có chữ Gia Ban nữa, cái này khá là to, 150 số 33. Nó thêm một lớp mút nè, có chữ Gia Ban luôn mới ghê chứ, nhưng mà nó có lớp chống sóc nữa, đừng có gì. Có dưới là có bốn chân nữa nha, đặc điểm năm chân luôn, năm chân chứ không phải bốn chân đâu, 1, 2, 4, 5 luôn nè. Nè tại tới Bali thì to thế, Bali là bự nè, đi này thì 200.000 nè, quá dơ luôn. Cái này bụi không nè nha, chứ không có bị gì trơn á, bụi nè, do lại treo á, treo trên hàng á. Nhìn cái móc bự thấy muốn mua rồi. Móc nó rất là đẹp. Nhìn là biết cái này có mấy triệu. Cái này là 200.000 ở đây Bali nha. Bali có phá nè, mà chịu phá đâu trời. Cái tập ăn cơm là kêu thợ là sửa khóa. Không, cái khóa này chắc là kiếm cái vòng vòng này coi. Nó có phá luôn á, nhưng mà giờ cái khóa nằm ở đâu. Trong này thấy này cũng có à. Cái Bali này rất to nè, có nhiều ngăn lắm nha, chứ không phải bình thường đâu. Có cái phá thì mở ra. Nó là nước nào trời, đẹp lắm luôn, có bờ liền to lắm luôn á. Trời ơi. Này gì vậy, gỡ được không? Da nó bị dợp nè. Mà gỡ chi vậy bà, người ta đẹp nhờ mấy cái dãy dãy đó làm sao. Cái này kiểu hả? Kiểu nó trời má là thiệt á. À, nó dán thêm kiểu nữa, rồi gỡ luôn. Thì mình phải cảnh lắm điên cho nó. Sao đâu? Người ta thích về người ta gỡ. Không, cái này bỏ cái dây đai đi, cái dây đai nhìn xấu quá. Mày vô viên mà để yên nó đi. Rồi, cái dây đai kiếm dây khác kìa. Thảo, đi lấy dây đai khác cho chị kìa. Mình đổi về đây nha, về đây nó không đẹp. Cái cộng dây người ta ăn với cái móc này mình để yên nó đi, tôi thấy nó đẹp. Kệ đi, có đai gì nữa, lấy cái đai khác bỏ vô, mình sẽ kiếm cái đai đẹp hơn nãy vô nha. Bỏ đai đi. Cái móc người ta gì mà bỏ ra. Ôi, xấu quá không chị ơi. Bây giờ toàn bộ là hàng nội địa Nhật nha, hàng có cái mà em là trúng mánh lấy nhầm đồ hiệu biết đâu mấy chục triệu sao. Trời trời. Để tôi nhìn đồ xịn nè, trời cái móc nữa. Nó tính lại gần bắt vào phi luôn á, gì á, ở trong rất đẹp, nó sẽ rất là nhiều ngăn. Mày thấy Ngọc Trinh xài cái mấy tỷ không? Mấy tỷ hả? Nào Chanel không? Cái này Ngọc Trinh là chính là quá. Hoa si, hoa si. Ngọc Trinh kinh hình đó. Cái này là bỏ cái đai đi, cái đai nó xấu quá. Cái này có mấy đây? 200.000 tới 34 nha. Cái ba lô Kobli rất to luôn. Nhưng mà không có bị vấn đề sự cố trên 200.000 nha. Nó không có bị gì trên. Cái đai nó xấu, mình sẽ kiếm cái đai khác. Cái móc nó rất là đẹp. Cái dây kéo nó rất đẹp. Nhưng mà bây giờ cái đai nó là giờ không có đai thế vô nè. Ở trên đây thì đóng bụi nè. Có thể về giặt sơ nha, về giặt lại cho mình. Chứ bây giờ mình không có giặt được luôn. Trong ly khá to luôn trời. Số 34, 200.000. Đây, đi đi, bự quá. Tết rồi sao mà lại bự không vậy hả? Cái nào nó bự chà bá luôn vậy. Mùa corona người ta dọn đồ đi. Không, cái này hàng từ đây lâu rồi. Cái 35, 200.000. Cái này là cái con khổng lồ. Con khổng lồ luôn á. Nực quá. Cái đầu cọc tóc như thun luôn. Cái thước của cái bề ngang này nó sẽ là lên tới 55 nha. Chiều cao của cái này á, nó sẽ là 43, 42, 43 phân.
cái dòng đít này nó sẽ có là 5 chân, nó cao nó bề ngang nó khoảng 10 phân nha, mà nó liền nha, nó sẽ có cái độ chống sốc nè. Ôi trời ơi, Khánh Hoàng ơi, đặc điểm là nó chống sốc nha, chứ không phải là nó bình thường đâu, nó có chống sốc nha, nó chống sốc nè, bên trong nó có cái móc nữa, làm gì trời, để quần áo đó móc đi du lịch này, cái trời, có luôn hả, móc thì gãy cái gì á, hàng này nhất thì chưa có móc nhật luôn, phải không? Như vậy thấy không hả, tại hay là chân võng ngủ nữa chắc vậy, cái này nó cái có cái hai là để dành người ta đi khách sạn, trời ơi, tôi trong mớ tao giặt đồ tao đi chơi tao giặt hai chen kiểu nữa kìa, ba bốn nhiêu tài, trời trời ngồi luôn à, 35-200 ngàn nha, cái này nó cái kéo nó ra nó mình cũng ít có mở, cái này lần đầu tiên mình mở cái này ra luôn á, trời cái này không có cái võng rồi cái này nó giống có túi nè, có túi rút nè, nước Nhật nó thiết kế là nó có lý do hết đó. Thôi tao à, tài ơi, lấy đi từ đòi cho đó là túi, gắn nó túi lại, nó có nhiều dây kéo bên trong, và đặc biệt á là cái này có thể treo đồ bên trong luôn nè, cái này treo ghi ship lại nó có công nhân nha. Theo mình nghĩ thì vậy đó, khi mà các bạn treo vô mà nó có hai cái móc luôn nè, mình không cần lấy ra, mình để nguyên hiện trường luôn nha, mà không biết đi nó có bị gì không, trời gãy không. Cái túi này nó có độ chống sốc nè, chứ không phải bình thường đâu. Nó sẽ có một lớp chống sốc nha, giống như mút nha. Bên hông của nó là sẽ có một cọng dây kéo phụ nữa nè. Cái phụ này để gì mà cũng khá là to. Khá là to luôn nha. Chữ nó là thương hiệu nó là gì đây? Gì? Siêu sen. Siêu tua. Đây là tua. Tờ. Nhưng mà đọc cái này nè. Nó số 35-200 ngàn, nó khá to. Khá to luôn, 35-36 nè, 36 là cái túi để đựng ba cái hàng đi làm nha, Elicon laptop đựng hồ sơ, đâu rồi mất cái viết rồi đó, rút cho nhiều xuống rớt mất cái viết luôn rồi, nghe viết cái này 150 nè, đây là cái túi nha, cái túi đi làm mà đựng luôn laptop, đựng laptop và có thể đựng luôn hồ sơ thì kia nha, nó cũng có đồ chống sốc nè, nó sẽ có một mút chống sốc và rất là nhiều ngăn trong đây luôn nha, rất nhiều ngăn luôn, nó có một cái gài an toàn, rất an toàn nè, đây là cái đồ chống sốc, cái tay cầm nó để đâu ngoài đi xét luôn, trời cái này hơi dơ thôi, giờ giặt được nha, mình bụi không giặt rồi đó, không cái này hơi bị bụi. Rồi khi ở trong kho và treo á, nó cũng bị bụi, số 36-50. Mình sẽ lo kích thước vali này. Rồi, kích thước vali này á, bề ngang của nó là 340 nha. 40 bề ngang nha, mình đo, mình cố gắng mình sẽ đo nha. Bề cao khoảng 30 là tới cái vòng mai thôi, tới cái chỗ dây kéo phụ thôi. Còn dây kéo chính là trên cao mình không đo tới, nhiều đo tới nữa khoảng tầm 35 nha, nếu mà đo tới dòng kéo trên là 35, còn nếu mà đo cái phụ không là 30 nha, chiều cao nó là như vậy đó. Tay cầm một tay nha, thiếu đai nữa rồi, thiếu đai luôn nha, nó không có đai luôn, 36 nha, thiếu đai luôn, 36 ít một cái đoán nha, chúng ta sắp hà, đây là số 36-50 nha, cái dòng này rất là này, giặt sơ sơ lại nữa nè, còn bụi bặm dơ hơi chút xíu. Này là nó sẽ có màu đen nha, nó màu đen. Chất liệu nó là dù chống nước. Nè coi. Tại vì dạ, nó đâu dính niêm phong luôn. Rất luôn rồi nè. Ngồi ngồi có khi là bật cầm không biết bị hoài luôn. Tiếp theo số 37 nè, cái túi này là dòng túi nữ nha, túi nữ có qua đeo nha, nó thực dạng là simili. Dạ. Da hay sừng? Simili. Tôi nhìn nó chắc nó chín hay sừng. Không biết da Simili nữa, nhưng mà nó có thương hiệu từ bên trong nè. Là Manzon nè. Manzon. Nó có trong, nó có cái... Còn cái móc nó có đóng, nó không? Có chứ. Còn mới đóng luôn là đồ hiệu đó. Biết hiệu rồi, nhưng mà cả đi hàng nội địa mà. Ai biết thì chơi. Cái túi này vậy? Cái móc đóng hiệu luôn. Manzon. 150, cái túi màu... Cái màu gì tài? 37. Có cái khóa mà biết đồ hiệu. Màu gì? Màu nhạt, màu đất, giống như là đất á, đúng không? Từ 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 cái điều đóng
đều đúng tên hiệu hết, chắc là cái hiệu đó hết biên nhưng mà da sống vừa xã thì quay rảnh nè. Nó số 37 nha, 150. Nãy giờ có cục sạc kế bên, cái dây kéo rất đẹp nè. Dây kéo nó là còn rất mới nha. Dây kéo chính nó cũng rất đẹp, dây kéo phao trong phù cũng rất đẹp luôn. Còn đẹp nha. Cái này nói chung là còn rất là đẹp, 150 nha, số 37. Cái này thầy sách nè, vừa đai vừa sách nha, nó có luôn cái đai nè, cái này thì không rớt cái đai. Rồi nó không rớt cái đai. Đây là số 37. Tay của mình là mặt ánh sáng luôn. 37. Tiếp theo cái túi này thì nó thuộc dạng da simili, mình không biết nó bóng bóng nè nhưng mà bị bụi. Cái túi này rất đẹp, đen lụa luôn, nhưng mà nó dòng simili hay là da thì mình xác định không được, nhưng mà mình nói là nó là thuộc dạng túi là để đựng laptop hay là để đi làm, hay đựng thêm vào bộ đồ nha. 150, nó số 38. Đây nó 38 là mừng quá. Tại vì nói chung ra mình quay chậm á, không phải là mình muốn quay chậm đâu, mà do là những cái này phải đo, phải nói để người ta có hình dung được. Bây giờ nhìn thấy bên ngoài đi, mình nói phải nói cho thấy cái thiếu đai nha. Đặc điểm cái túi này là thiếu đai nữa rồi. Bởi vì thiếu đai á, thiếu đai á, nhưng mà cái da nó rất là đẹp. Thường hay mình nghĩ nó ít có xài đai lắm, mình đâu có bỏ đai, mà không biết sao mà đợt này thiếu đai quá trời luôn. Đây là chống ẩm đó nè, bịch cho mình nó ngọng giống kẹo vậy. Đây là số 38 trăm rưỡi nha. Kích thước mình sẽ đo, kích thước này là 37 cao của nó là 29 nha, rất là gọn gàng luôn. Cao 29, 37 ở trong nó còn rất là đẹp, bên trong nó là kaki, bên ngoài nó là da simili gì đó, nhưng mà nó màu đen nha, đen bóng rất đẹp. Đó là số 38, 150 nha. Số 38, 150, cái túi rất đẹp nè. Mình thấy rất đẹp. Số 38 nha. Túi này là dính bụi thôi chứ cô không bị dĩ trơn, đúng không? Cái này bị dơ nè. Cái chiếc xe này bị dơ nè. Cái này, cái vỏ này túi đẹp nè. Mình cũng lựa rồi nhưng mà cái này hình như của Ý hay gì á, cái nào của Ý ta, này của nước nào trời. Bên trong nó rất đẹp, cái lớp trong lót của nó là cũng có thương hiệu của nó luôn. Những cái gì như những cái đầu dây kéo nè, đóng này cũng là thương hiệu nó luôn nha. Nó là đặc biệt nó còn đai nha, cái nào còn đai nó còn đai, chứ bây giờ mình cũng không có bảo đảm được vấn đề đai nữa. Có cái nó mắc đai rồi cũng thua luôn. Cái này có thể dùng phá lại an toàn được nè, nó có phá an toàn này, nhưng mà giờ cắm khóa thì cũng thấy bên trong rất đẹp nha. Những chìa khóa cũng rất đẹp và sử dụng được hết. Những cái đây nè, cái thương hiệu nó đây, MR vui nam bát MR thì nó đã vậy đó, đọc vậy nè, MR là vui. Kích thước mình sẽ đo nha. Kích thước của nó là 43, cao của nó thì nó dơ chút, 30 nha. Cái này là giờ giặt lại được nha, mình là không có giặt nổi luôn á, thiệt lòng luôn. Cái này nó chỉ bị dơ thôi, dơ do là cái này sao đây, cái da sắp đi kéo tam chín như vậy. Cái tay nó thì dơ tam chín này á, mình nói thật sự á, hàng nó rất là đẹp luôn, 200 ngàn. Không để đâu, tôi trả lại đi, cái này không đẹp đâu. Cái này cái tay nó bị dơ quá, tôi trả lại đi. Cái này cái da nó bị chóc luôn nè, cái da tay cầm nó chóc nè, đem ra ngoài bỏ đi rồi. Không lên bằng chính nè, không lên cái này. Ở đây xuống dưới hả? Nào, đẹp đẹp lên. Đây tiếp tục mà cái ba lơ, cái vali nè. Vali này mình sẽ lấy số 39 nha, 150 thì sẽ vali để mình xuống nè. Mình sẽ cho con này 150 nha, nó rất là nhiều cái kéo. Nó dẻ đẩy trên, dò tao đẩy trên nè. Đây nó dẻ không? Ở trong nó rất đẹp, có gì ta? Đây. Nó rất là nhiều dây kéo nha, nó phải trên 5 cộng dây kéo, mà dây kéo nó còn mở rất im. Trời ơi trời, giấy nhật, bọc nhật, trời ơi trời, gì đây, bọc nhật. Cái này là không phải đâu, giấy á, giấy của Nhật luôn á. Trời đất ơi, cái này chưa từng sắp luôn hả ta. Cái này túi này còn chưa từng mở ra nữa, chắc là người bán chưa mở ra được trong kho. Cái gì?
Dịu xì 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 châm. Ơi, mình chưa lục tới mấy cái này luôn á. Mình kiểm tra này là giấy Nhật, bọc Nhật, bọc nghĩa địa. Trời ơi, bọc nè. Hàng này là chưa từng mở ra xem luôn nên nó có những cái như là bọc giấy này kia còn ở đây luôn. Cái gì vậy? Hàng của nó là thương hiệu nó là Ka U La Si. Cái túi này rất đẹp nha, số 39, 150. Mình sẽ đo kích thước nha, cái này là số 39 nha. Kích thước của nó là 40, cao của nó là 30 nha. Cái túi này là đựng đồ nè, thiếu đai luôn. Đặc điểm là thiếu đai nha. Chứ bây giờ mình muốn có đai cũng được, có cái thiếu đai thật sự luôn. Đây là da thì ở trên đây thì nó hơi bị bụi thôi. Bên trong này giặt là đẹp luôn. Này giặt ra đẹp nha, chứ mình không có giặt được quá nhiều luôn. Mình lên giữ 100 mấy. Cái này là dính dơ nè, dính dơ giặt ra nha. Cái này giặt ra, bảo đảm giặt ra. Nó là do hay dính bụi rồi, cái nước chùi cũng ra nữa. Rồi, số 39, 150. Tiếp theo. Ờ, 150. Số 8 rồi. Số 39 rồi. Tiếp theo số 40. 40 này nó sẽ là một cái túi. Cái này giống như dòng ba lô nha. Ba lô, chất liệu của nó là kaki. Con này thì 100 ngàn, ba lô. 100 ngàn số 40 nha, cầm tay. Cầm số 40 đi. Da ban luôn mới ghê với trời. Đây là da ban luôn này nha. Cái túi này đã da ban luôn này ghê với. Mấy cái này dặn dòng ba lô. Ba lô dày giặt nha, bụi luôn, bị bụi luôn. Mình đã dùng các số lượng rất nhiều nên mình không giặt được. Cái này giặt cũng đẹp nè. Cái này là dòng ba lô. Đây là da ban luôn nha. Hàng này đúng Nhật da ban luôn. Nó sẽ là cao 40, ngang nó là 30 nha. Nó sẽ là có 3 cộng với kéo, 2 cộng à, 3 cộng, 2 cộng rồi 3 cộng. Một cộng phụ bên hông và một cộng bên hông trên và một cộng bên hông chính nha, với là 3 cộng. Cái kéo còn rất ok nha. Số này 40 100 ngàn. Đấy. Phút một tiếng hồ rồi. Chắc mình đã kết thúc video đây á, ai mua chắc gọi Zalo cho mình quá. Mình hẹn các bạn vào tiếp theo giờ video của ngày 5 tháng 5. Nếu mà các bạn muốn mua thì điện Zalo cho mình lựa được cái nha. Giờ đuối lắm luôn rồi đó. Tại một tiếng đồng hồ rồi đó. Quay đúng một tiếng đồng hồ luôn. Nó mau qua đi. Cũng được. Bây giờ hẹn các bạn vào 5 giờ chiều ngày mai lúc 4, ngày 4 tháng 5 phải không? Ngày 4 tháng 5 lúc 17 giờ chiều, 5 giờ chiều lên video nha. Còn những người nào muốn xem tiếp ba lô hay là túi sách đó, thì có thể kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ qua coi trực tiếp bên Zalo nha. Mình còn rất là nhiều luôn, tới 100 mấy cái vậy. Mới nói tới 40 thôi là đã một tiếng rồi. Các bạn thông cảm với mình. Rồi mình bye bye các bạn hôm nay bạn nha.